Hello anh em và mọi người. Hello các bạn. Mình lại trở lại ở trên con game đó, chính là con game Kufun do rất nhiều anh em và mọi người đã comment inbox là lên chơi con này. Thì buổi tối ngày hôm nay thì ở đây thì mình đã lên. Nói nữa thì mình cũng sẽ đâm vào Sun luôn. Sun với vốn 5M của em Đức Anh nhé. Đang trung tẩy rồi anh em ơi. Ok, các bạn chờ xíu nhé. Hôm nay đánh lô trượt anh ạ. Mất con mẹ mà 4 củ tiền lô 37 mới 73. Mẹ em lướt TikTok thấy có thằng thế có thằng nó bảo là lô 37 73 mới 3883, thế đéo nào đéo đánh 3883 mà lại đánh 37 73. Tí có sun không mà có luôn. Tí nữa thì sẽ giao lưu với cả Đức Anh pha 5M nhé. 5M sun này nha. 5M sun thì đã vừa lạp rồi. Ok các bạn nhé, thì bây giờ giao lưu với cả anh em ở bên này. Đó chính là trò tài xỉu luôn đấy. Bên này thì nó đánh như đánh bão anh em. Nó không có lặn, cho nên là anh em này chúng ta đánh thì cũng phải nhanh tay không nó trả lại nhé các bạn nhé. Ok anh ơi, em nạp 1 triệu, 1,5 triệu theo kèo anh ạ. Ok, biết đường vào tiền nhé. Biết hướng mà vào tiền nhé. 531 à. Cầu 2 trắng, 2 trắng 1 đen. Làm quả 620 đi anh em. Có iOS không anh ơi? iOS vẫn tải được bình thường nha em nhé. iOS tải bình thường mà tải ấn vào đấy là tải được nha em nhé. Ok, chào Đông Hoàng Family nhé. Hôm nay có bú lô bú đề cho anh em ơi. Đít mẹ em ơi. Hai tay toang cả hai này không được rồi. Anh nhìn anh biết rồi, làm gì anh không biết mày. Sóc đĩa thì sao anh em? Ok, làm tí sóc đĩa bên này đi anh chờ. Lay lạp 200k lên 900k rút luôn xem ạ. Anh còn nhiều khi bây giờ bị vẫn nhiều khi vẫn tham lắm nha. Lạp 1 triệu mà bú đến tận 4 triệu rồi cũng không thấy nghỉ. Là một nô. Nô nó cũng bú mất con nô của mình, cay. Mà chết mất con lô đó chính là con nô 3773 và 03. Các bạn lại đánh con nô 03 nghĩ nó cay. Thật sự luôn là rất cay nơi anh em. Chắn nè nè chắn. Mẹ em. Đúng rồi, làm gì ra 700 một ngày. Nhưng mà nhiều khi nó điên đầu em. Anh nói xong em nạp 2 triệu tư theo anh đến chết à? Ok. Thề với anh hôm nay nếu em ghi nô 3 số lại đớp con 630 mà không đánh à? Thế mày đéo đéo xui anh địt cụ mà anh đi đánh con nô 03 đời khốn nạn. Mới đánh con nô 03 xong. Anh cái gì? Thằng nào nó bảo này? Thật ra chả có ông khách nào chỉ lùa được gà và có tiền hoa hồng thôi. Địt cần mẹ cái thằng Minh Nguyễn này. Đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn đấy nha. Được cái quả ra lẻ thì mình lại không đánh. Em khốn nạn. Đời khốn nạn thật đấy. Tí nữa thì có kèo chung với cả em Đức Anh nhé. Rồi em cút 3M sun rồi. Ăn tay 2 là cút à? Địt con mẹ mày, ông là 3M xong rồi ông ăn ông ôn in hai tay à? Em bị điên à, đúng không? Chơi cái gì cái nó phải bình tĩnh, bóng đá thì mới ôn in được chứ còn đâu
cái tài xỉu này Onin kiểu đấy dễ ra đảo lắm em, nó chỉnh cầu ngay, làm gì cho mấy bố Onin ăn bao giờ mấy khi, thi thoảng thôi. Số 8 game bài rút được thẻ cào không à? Không hay sao các bạn ạ? Mình không để ý đâu. Hay tí năm mời anh vào anh Onin phát nhỉ? Chán à? Cầu như nó biết mình hay đánh lẻ hay sao? Hơi lag đúng không các bạn nhỉ? Chết mẹ. Ok, chào bạn Nan Mai nhé. Mạng hiện không ổn định à? Sao thế nhỉ? Lát hay sao nhỉ? Sao anh chỉ đọc được mọi người đây, đây mạng không ổn định này. Xoay xoay đẩy ra rồi này. Và con mẹ em quay thú đi xem nào. Anh em giao lưu tải game ở phần mô tả của video để giao lưu với mình nhé. Còn đâu anh em nào đam mê về Sun, đam mê về Sun thì tí nữa có thể giao lưu với mình. Anh em nạp vào Sun chờ đợi đi. Còn đâu anh em thích chơi ở con game Cu Full này thì anh em cũng nạp vào để chơi giao lưu với mình nhé. Tôi cố gắng kéo X2 thôi. Quay thú. Quả này đánh chim trắng được đấy các bạn này. Con chim trắng nó mồ côi. Chim sao mồ côi thương anh mà em đợi. Con nước buồn tên. Mạng lag thế nhở? Mạng lag hay do game nhở? Không hiểu luôn là quay như thế nào đây các bạn ơi. Lag như thế này thì nó đã quay hay chưa? Gấu trúc à? Mẹ à, mà chả đi quay thì tự nhiên gấu trúc. Do game à? Rồi game nó đang bị lag đấy các bạn ơi. Rồi game đang bị lag nhé. Anh làm quả Anin ba tay lịch sử xem nào. Onin có sao không? Ăn tài luôn xếp. 522 thì sao? Làm quả 5 lít nữa. Mới thối đâu nhỉ? Mở bát đi còn gì nữa. Còn mẹ mày, lại 5115 à? Sang tài xong đứng không? Lấy xem kết quả cái gì, lấy xem kết quả tiếc quá cứ ôm dái dai dứt mãi anh à, có gì đâu. Tài đi chứ còn gì nữa. Rồi tài xỉu bên này bắt cầu nó khuôn phết anh em ạ. Giờ này không thấy thằng Thế Duyệt nó lên đây nữa nhỉ. Thế Duyệt xem một hôm xong là bú hôm mắt chạy mất hút đâu rồi anh em nhỉ. Lâu không thấy thằng Thế Thế Duyệt lên chém gió gì cả. Em mới lãnh lương công ty được 6 triệu 2 đánh sun thua mất 4 triệu rồi, giờ em phải làm sao à, giờ em phải không biết phải làm gì đây anh ạ. Ok mình vẫn còn hơn 2 triệu mà em, mình vẫn còn 2 triệu 2 cơ mà. Cuộc sống của chúng ta nó vẫn còn 2 triệu 2 mà em. Đừng có bi quan như vậy nhé. Hai bên của mình vốn đều 5M nha anh em nhé. Giao lưu tải game ở phần mô tả của video nhé các bạn nhé. Thằng Miên Đặng nữa. Miên Đặng, Miên Đăng. Miên Đăng thì thi thoảng vẫn lên. Ngủ quá nhỉ. Cầu gì đây? Bet xỉu chăng?
thua là phải gỡ đúng không anh? Không, ý là còn 2 triệu để ăn uống thôi chứ không phải thua để gỡ em. Còn 2 triệu thì vẫn còn để ăn uống được. Úi giời, trả lại kìa. Mẹ bố mày. Khốn nạn thế là cùng ạ. 4 cái xỉu từ đây đúng không? Mày này. 2 triệu không làm ăn gì được á anh. 2 triệu mà không làm ăn được. Đôi khi nhiều khi người ta chỉ còn có mấy trăm nghìn mà người ta còn lên người kìa. Địt bà thằng nào đánh là lắm vào đấy để giả lại. Bố mày hai tay liên tiếp ăn đều giả lại kìa. Địt mẹ mày này, đánh tài của đấy xem mày giả lại không. Còn mẹ chúng mày cay thật đấy. Đắng hết cả lòng luôn. Mở bát. Địt còn mẹ mà không trả lại thì vẫn là xỉu anh em ạ. Ăn trả thua rút à. Mình bỏ 214 mà sao mình đi đánh tài nhỉ? Tự tài đi rồi. Tài làm lốp gỡ từ từ đây nha. Cày lắm mà. Các bạn tải game ở phần mô tả của video để nhận code nha anh em nha. Bệt xỉu luôn à. Không trả lại thì ăn mấy tay liền rồi. Thì mình đánh được bệt xỉu của đấy rồi anh em. Đúng là kiểu nó không cho ăn thì phải chịu thôi. Cuộc sống rồi, có 6 đồng mất 4. Chẳng nhẽ lại nghỉ anh nhờ. Biết sao bây giờ. Cuộc sống này nó bắt chúng ta phải chơi thì chúng ta phải chơi thôi anh em ơi. Toang rồi. Còn mẹ em sao lắm xỉu thế, cái lúc ăn thì giả lại. Cày thế nhỉ. Báo danh hàng ngày đi anh em ơi, vào báo danh đi, tất cả anh em vào điểm danh nhá. 21.000 luôn. Đấy, đôi khi chúng ta mà không có tiền mà chúng ta điểm danh được 21.000 thì nó cũng là một cái gì quá đáng yêu luôn anh em. Nhận dìu bớt đi. Vòng quay may mắn nào. Game này lag ấy nhỉ. Quay đi ạ. Dừng. Anh em vào điểm danh nhé các bạn. Mỗi anh em vào điểm danh nhé các bạn này. Điểm danh nhận tiền đi. Hôm qua em 80k lên 1M đúng không? Trần Thế Mạnh ở Nam Tý Nhật Bài 20k xem mà ok em ơi. Phải gỡ chứ, chúng ta phải đi lên từ cây 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 lúa chứ còn gì nữa. Lật bài cho tí, bố nào mà chưa có tiền nạp vào sun hay nạp vào game này thì chuẩn bị nạp đạn dược đi. Để anh em mình giao lưu với nhau nào. Anh em mỗi người cho mình xin một like vào video nha anh em nha. Dừng. Đéo dừng. Cay thật thụ luôn anh em. Làm tí lật bài đi. 20. Dưới, trên, đéo được, dưới, mày ra ăn hai nữa đi, trên, con đi con mẹ mày, 20.000 mới chơi được, tay em bây giờ chỉ Onin à, Onin là con cái lịt em mày. Only nó còn cái lịt đấy nhá. Nhanh tay nhanh chân nào. Úi dồi ôi. Có tiền đầu tiên đánh xỉu nhá. Sẽ lắm xỉu lắm tài thế nhỉ. 9 cái đều khuôn giống nhau à. 9 cái đều khuôn giống nhau.
Đừng có trả lại. Mẹ mày. Thế là gì? Xỉu 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 xỉu. Mày này. 10 cái rồi anh em ơi. Vào phát đơm ngay của này mẹ mày. Đừng có trả lại game bịp vãi lồn ra, trả lại kìa. Khốn nạn thật rồi. Đừng có trả lại. Vấn này thì nó không trả lại rồi anh em ạ. Tài ở đâu ra? Thì giờ mới cài không được. Chơi lắm người gọi thế à? Có người gọi đi nhậu em ạ. Trắng tinh khôi. Nghỉ thôi á. Chiến này ra xỉu tiếp nhỉ? Định mệnh. Anh em chờ một xíu nhé. Địt lại mất ăn cái xỉu rồi. Gọi lắm quá để tao tắt mic đi tao nghe điện thoại xíu nhé. Nhưng mà hôm nay tự nhiên uống bia xong rồi đến nhớ thằng em hỏi thằng em là đang chờ nào đấy. Em đang ở trong miền Nam rồi. Ok. Sập live stream á. Sập đâu? Sập nó sẽ được.
mất ăn quả quả cầu đang đẹp mất ăn. Đen đời lắm, sếp thua tha rồi còn bị công an bắt xe à? Ok thôi, nghỉ đã nhanh nhanh nhé.